Ừ, em mày mò Green 10 rồi đó. Tôi cũng chưa biết chọn nhân vật đi này. À, chọn... Chị chưa được chọn nhân vật đúng không? Ừ thì đang không biết là vào đấy mới chọn hay là gì thì cũng biết. Ồ, thế rồi, vào đấy vào chị mới chọn mà. lành. Tức là chị phải chọn, chị phải nhấn chữ play. Xong nó Rồi sẽ rồi, cho chị vào chọn nhân đây. vật. Đang ở Đây. party. Vui chơi game Lão kia thấy... là Trà My hay là Tuấn Trà hay My em có Mai đổi Đức? nick giờ đâu. Ôi khổ thân. Em ăn bán nick nó lâu lắm rồi đấy. Chị cứ chơi thử một màn đi xem chị thấy chị với con bot nó khác nhau ở mức nào. Chơi thử một mình xem chị sẽ thấy con bot với chị nó khác nhau ở mức nào. Kiểu giờ mà ba đứa người vào thì sẽ chơi không bao giờ bằng một đứa người chơi cùng ba con bot, chơi cùng hai con bot. Cái này là em nói thật. Ok, P1 cứ bạn ừ vào warrior một test tiếng à. thôi. Ừ. Ông Kiểu biết ngay thằng cha kia nó sẽ chọn cái con nhân vật đấy mà. không, tức là Làm khó thế. một team thì bao giờ nó sẽ có đủ là một sát thủ này, một một pháp sư với lại một đấu sĩ, một team bao giờ cũng thế luôn. Phải đủ ba đứa, nhưng ý bảo là thằng Tuấn thì nào nó cũng chọn, mình biết ngay là chọn cái thằng nhân vật đấy mà. Nói ngầu Thôi sáu múi rồi, làm to thì tôi chọn thằng già phù thủy vậy. Nào nữa nhỉ? đấy, đấy có bấm nút tờ để chat. Cả play đây 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 này. Ừ, cái này chọn map à? À, chọn chắc là chế độ. Normal. Ui. Cần nguyên cái normal này thôi. Em đang dùng cái mỏ neo để em bắn bắn bọn người xương ạ. Chế độ như À, cái này là chọn màn. Cái đi này. được. Chỉ có Đó, chọn được màn mà. normal Sự kiện Thì mới đâu mà chị muốn chơi mức khác thì chỉ có chúa mới chơi được với chị thôi. Ơi. nhớ lại có easy hay gì đấy. Cái Sapphire này thì làm thế nào để bạn để bán Sapphire nhỉ? Hoặc là bán cho cái con linh hồn ấy, mặt có mấy cái vết sọc sọc ấy. Bán cho con cái con bán một đấu lâu ấy á. Đấy cái con đấy mặt như khóc ấy. Ấy ôi. Ok. Một lần thì gì mà nhanh thế gì vậy? Bình tĩnh chứ chứ định. À, cái chuột của em lâu lâu cũng bị kẹt hay sao nhỉ? À không, mình gì. Con này nó thế đấy. Nhưng mà có cảm thấy là con này nó đi chậm không? Tức là cái kiểu di chuyển của nó cứ bay bay. Nó không phải gì gì gì. Nó ghẻ lắm. À, nó chậm rồi. Do vấn đề của em là cái chém này cơ. Lúc chém mình nhớ di chuyển được, có chịu vừa lên. Chém. Nói chung là trên nó chả... chơi kiểu như nó tù túng vãi nồi. Ô. Ai? À. Đát đi. Hiện chưa? Ok. Thì từ từ. Đấy, tí nhầm luôn. Quên. Ok. Đát con này cũng đát quá. Đát là phải hai, đát là sau phải 3 giây nó mới hồi được. Chỉ là tập chết mẹ rồi. 3 giây mà nó có cảm giác như nó tí năm sau nó mới hồi. Bò. Ao. À đủ mà. Ôi sao nhanh thế. Đi đang đi về máy à? Đi với Tuấn đi với cả máy. Ờ, một con máy thì nó sẽ mạnh bằng mạnh hơn cả hai người cộng lại. Chúa bay nổi. Chết mẹ cả bà rồi. Game dễ nhờ. Ừ, dễ mà. Không có con bot đấy nó mới dễ chị. Con bot đấy. Dễ trong ngoặc kép thì vừa chết. Để em chơi thằng kia. Oh shit. Đi với bot chị thấy rất là dễ, nhưng chi tiết chị thử gọi thêm một người là cả ba người cùng đi xem nó có dễ hay nó khó. Ô có thêm màn nữa. Xong là nó lại vừa mở ra tiếp à? Màn kia chưa đi xong nó đã mở. Bó tay. Chị sẽ thấy là sức mạnh của con bot nó sẽ là 1000 dam, hơn 1000 dam trong khi chị chỉ có xấp xỉ 300 thôi. Đó. Game hay đấy, di chuyển mượt mà. Yeah. Chơi hấp dẫn. Wow. Nó cho kiểu nó rỉa đấy à. Khổ anh em đi. Chơi đỉnh cao, lối chơi hấp dẫn. Nhân vật đẹp đẽ. Tất cả chỉ có trong một cái game nào đó trước với game này. Quen quen thì không lắm, chỉ mỗi cái là không thích cái kiểu di chuyển
À, như đã ngang ngang như này thì tại vì chị vẫn quay là tay cầm ấy. Nó bách cho tay cầm. Yeah. Không có nút jump. Nhảy. Ừ. Ở game này không nhảy nữa thì đó là một trong những cái làm khốn nạn. Tí nữa thì từ 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 chị đổi cái nút ấy thằng nào. Không không tay không quen cái nút chip bên trái. À, vì có tay không quen nút shift bên trái. Ừ, tay ngón tay như kiểu cầm cái nút shift kiểu gì ấy. Ơ, đâu có, sao không được, hay là vì cái này nó là... Thế là chỉ không play game bằng bàn phím nhiều rồi. Là đấy là dash. Thì đương nhiên là... Thế không, 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 ơ. Đấy, đấy, bây giờ chuột trái attack này còn đích được, NK. Thằng điên nào. Reset đây này, quay lại này. Cái này bỏ đi. I carry my tribe with me wherever I go. Nút cách. Chuyển rồi, ok, xong. Quen dùng nút cách luôn. Những tội đát của cái con phù thủy này là nó đi nhanh chứ phải lộn lộn. Đang à, là có cái con lửa nhân vật lái rồi thì lái rồi còn bot cảm giác như game này chơi mà không hack thì không bao giờ mình thắng được. Chết, vừa đọc thấy bảo game này bình thường mà không dễ không khó à không khó đọc giới thiệu đây mày chết rồi sơ qua anh biết. Ê đánh mình phát mình gần chết ạ. Ai nhổ mình. Đừng lo cứ đứng ở đây để cho anh boss nó cân hết. Anh boss khỏe vãi. Sao bọn này, dạo này bọn mình toàn gặp phải game khó nhằn là thế nào. Tối được. Tự nhìn bọn nó chơi nó biết bọn nhìn cầm con cầm cái con gái nó xiên cho con quái 3 phát thì nó đập mình phát bằng mình đập nó 3 phát. Kiểu đang đâm là mình không dùng được cái gì luôn ấy, tức là mình đang đâm giữa chừng là mình không né để mình hủy được cái động tác đánh của mình ấy. Tức là nó mà đã giơ búa bị đánh là mình chắc chắn mình chịu đam, không bao giờ né được luôn. Ơ trời ơi, nó còn ngặn rồi đấy này. Thế con này nó nuốt cho người tởm thế. Oh shit. Ơ thằng nào này, cứu nó xem như nào. Thì phải cứu nó mà, không cứu nó không đi được đâu. Đang xem con này là cái nút là... cái gì hồi sinh à quên hồi máu hay cái gì không không có máu chị sẽ đánh mấy con này nó sẽ ra mấy cục mà chỉ là hồi à đấy. Hồi mana hồi máu đây hồi xong vừa hồi đây đúng không nó quy đây đúng không để chị biết vừa hồi xong em có được hồi không được, hồi pháp sư mục tiêu của pháp sư là hồi máu xong chị sẽ được nhận được cái cục là hồi mana à. Đây có hai cục xanh xanh đang đi theo mình. Ôi ôi. Tiền sư cái nút đá. Anh đi thôi. Vãi người đằng xa có cái thuyền rồi phải dọn đồ nhanh. Chạy. Nó mà đến đây thôi mình cắm đứt rồi. Em với anh coi như chưa từng biết gì nhá. À, chết rồi, máu lại ít. Vậy là vào đúng cái airport không có bán đồ thì thôi em. À đây rồi, may quá. Đấy này không bận đâu, chơi mấy anh Tây thân thiện mà không có chơi còn gặp một bốn thằng xong chúng nó giúp câu cá. À nó giúp câu cá nó xiên luôn. Tây chắc là thân thiện có cái bọn tàu thôi. Chắc tí nữa mình phải làm một pha kiểu đâm vào thuyền người ta xong mình lặng lẽ bơi lên thuyền. Mà mấy anh Tây thân thiện rồi, em là rồi, cứu. Đúng biết công nghi xong là kêu đấy là em gái tao.
Okuno Imoto. Ừ, mà đau lắm. Chơi với ông đi thì đi khắp map chả thấy cái thuyền nào, chơi mình đi đâu cũng thấy thuyền. Thôi healing này. Ôi máu chê. Ok. Có E với cả R, R như là cái biểu tượng giáp hay sao này. R là ulti, R là skill, còn có cái chiêu ulti cơ. Vì để cho nó giống liên minh nhất có thể em đã đổi chiêu cuối thành chiêu R. New quest open the gate. Take note, enemies. Không bao giờ làm quét của cái thằng già kìa. Gáp à đây. Này bài này cho tôn tiêu phải không? Trời ơi đầu la. Trời ơi không đánh được. Từ đây thôn thế. Này là thôn theo này. Đợi một lúc thì mới. Nhà thần nha, sự quan đang đánh này. Ôi nằm đó. Cứu em anh boss đó. Để mà không có boss thì nó đau khổ đến mức nào. Đấn ra. Hay đi qua đằng này. Hay tự di chuyển đến nó. Có vẻ như là đéo được rồi. Thằng boss ngu rồi. Nó cứ đứng yên mà không đánh bọn kia mà nó cũng ấy. Hay là cả hai bọn mình đều nằm nên nó đích không có chế độ cứu là kiểu đấy. Không, nó boss là nó sẽ nguyện hy sinh mà nó cứu mình luôn chị. Ý chắc là một đứa chết ý, thì nó mới cứu, chứ còn hai đứa chết thì xác định là game over rồi. Không, tức là con bot nó sẽ bất chấp nó cứu mình luôn, kể là nó bị đánh ý. Tức là chỉ mà hai người đang đánh bot mà hai người chết là thôi, con bot nó cũng sẵn sàng, nó xả thân vào, nó cứu, nó chết luôn. Rồi, nó đứng như một thằng điên. Có gắn đồ này, ngon, không, thêm đồ vào. Ở đâu đấy? Đâu, chị này là chủ nhân của nó ấy. Thế là nó quyết định nó. Đã có cái quái gì đâu mà gắn. Toàn khóa. Em gắn được đâu nhỉ? Một cái răng với cả một cái áo da. Cái răng tăng 40% đam. Chị nhìn của em toàn là... À quên. Rồi, còn cái này, cái da này là tăng 4% giảm thời gian hồi cái dash. Sao tôi toàn thấy là khóa nhỉ? Hình khóa. Chứ mà làm nào để lắp cái kiếm mình vừa mua nhỉ? Vào cái dương. Ừ. Đấy, còn có thêm một màn nữa này. Equipment. Cái màn mình vừa chơi nó là impossible kìa. Thế à? Còn màn này mới là màn normal này. Ờ. Thế có 3 màn, mình thế mình đã qua được cái màn gì chưa? Chưa, mình đã qua được đâu này, nó chuyển cái màn đấy, nó chuyển thành từ normal thành impossible rồi. Chết mẹ. Mà làm sao để lắp đồ nhỉ? Em vẫn chưa biết cách lắp đồ. Đi nữa. Thôi đây nhỉ. Làm sao để lắp đồ mình vừa mua chị nhỉ? Đây vào cái dương. Nào, đứa nào mà mua mà nó bán ấy, thì quanh ngoài cửa nó có cái dương ấy để lắp đồ. Ý là mình lại đi, mình không lấy đồ xong tự nhiên thấy lỗ tiền. Không tiền, nếu mà mình không lắp ở ngay đấy thì mình lên thuyền mình cũng lắp được. Nó có sẵn trong cái dương ở thuyền mình. Thích thì mình lắp luôn. Wow. Khẩu súng chim, khẩu súng vẹt trông được vãi nổi. Súng mỏ vẹt. Bắn phát ra mỏ ăn vẹt. Ô chị ơi, về tại sao chạy ra chỗ em nhanh còn kịp. Cái nhiệm vụ này thiếu anh kêu. Thế thử ra đây. Đấy, nhậm bán một cái cho nhậm đi. Ồ, rồi vào đây xem như nào. Sau khi vừa mua hai đồ thì đã quyết định rời. Pull in the lever. Ayo. A nice warm enough.
Nó đánh một trường là mất một đống máu á, ghen thần kinh à. Ôi ôi. Tự chết. Quy rồi mà sao không được. Chết rồi, chết rồi, nằm. Hết yêu của chị hồi chưa hay chị có đủ mana không? Là mình phải hiên hồi máu cho đồng đội trước. Cắt. Đấy, hồi đầu. Đâu số đỏ ra. Ở cái tầng nào? Đấy, các bạn. Mana for you, mage. Shocking, please. Ở đâu? Con boss này. Đấy ôi. Ôi máu cho em. Có perfect. Không đát được. Hay không lộn được. Rồi, phán. Thế đánh trong đấy không được cái gì à? My health is low. Đấy trong đấy á. À, chắc đường đi. I'm ready to leave. Đấy có nhiệm vụ này. Sao không trả lời? Ố. Thôi thôi thôi, nhìn cái gì sáng sáng này. Đây có cái cần gạt này. Ồ, trong này có thằng cần cứu này. Thanks. Ê, chế này vào đây nhanh. À đùi, nó đang quái á. Ờ. Thế nhưng còn đây nhấm mấy cái này. Úi dồi. Thế để John Boss nó thông rồi đó. Have powered me up. Stepping on it right now. Taking possession. Rồi, con bot nó vẫn đủ phôn của nó, tự nhiên mà nhẫm. Rồi, được rồi, lấy mana thôi, cái này. Cũng thế. Còn cái viên xanh xanh. Thế rồi, đi. Xem nó có hồi máu biết nào. Bear it, do my bidding. Ờ, hết rồi. Thì nhà thì 1%. My power gathers. Bóp, mình được đi đâu này? Anh nhìn trông quen đấy. Look at this, father. Bắt à, kill của đứa này là đứng đằng sau thong chọc một cái chết luôn. Everyone
lỗi ạ. Ai rồi thôi nó không được yên rồi. Chết rồi. Có chuyện gì xảy ra khi một con tớ cứ đứng im. Game Early Access lỗi vừa lần. Dina and Duran have powered me up. Ai ôi, mở mở mở. Pull in the lever. Ê, con gái gì mà cũng có quái nè. Mana for you, mage. Have at you. So, this is the hole here, here I dug to imprison people. And all the blight and blood poured in. Though it seems to be coming from this vessel too. What could be in it? What? Guts! Chị ơi, chị em mình vừa đi một vòng nhé. Đi đường nào đây? Trong này không có gì à? À không đi được nữa. Đi xuống đây. Hình như chị em mình vừa đi một vòng xong ấy, tại em vừa thấy đúng cái phòng mà lúc đấy chị em mình ngồi nhẫm mấy cái kia. Nhẫm mấy cái thùng. Nhưng đây cửa xong, cửa nhưng ý là cửa mở này vào xong chẳng có gì à, thế là tự nhiên nó tịt này. Cái bản đồ cái nhiệm vụ mình rồi. Think before rushing in is what the matriarch always tells me. Đây, xong rồi có Eli ở đây thang máy này. Ai ô. Cái thang máy. Đây. Gạt tiếp. Gạt. Pull in the lever. That's impossible without a machine. Ôi ôi lại né. Vừa né vừa ấy. Ôi đau. Máu đang rõ đầy nhỉ. Cứu tao bot. Đừng đánh nữa. Đừng cho đứng được. Cứu đi. Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi trời. Chết rồi. Đấy đi chưa. Bot đều mà. Này. Không có nước gì. Đây đây đây. Ôi ôi, cái này một trăm trăm cua. Lút. Đủ má sao tự dưng game vừa bị lag thế? This is the life. I go wherever adventure leads. À, hay là để thằng boss nó làm cái thằng phù thủy đi. Ồ, em có nhân vật mới. Ờ, chị cũng thế. Một thằng ninja. Ừ, chỉnh đồ họa xuống cái đã. Ồ, Hizo cả Vàng Anh đang ở trong này à? Cái game gì đây chị? Chị đang test thử cái game cái gì? Fly cái gì gì ấy? Fly bound. Cái gì? Ờ đấy.
Ui cha, ui hôm qua vào Grab toàn bộ đồ đẹp. Có mấy cái nhà sản xuất gạch ấy, giờ nó có thêm một cái nhà mới, nó sản xuất dây chuyền, nhà hình ống khói ấy, như cái xí nghiệp gạch ấy. Lại map thì nó vẫn không tăng, nhưng mà nó có thêm skin với lại vũ khí hôm qua đấy, hôm qua cũng... giờ có cả cái dạng như là đồ trấn phái, ví dụ như mình chơi chơi hệ combat thì mình đeo cái đá mài dao ở trên cái thanh kiếm ấy, trên cái ô thanh kiếm ấy, và nếu mình chơi hệ skin thì nó có cái dây chuyền magic. Còn cái cánh bây giờ thì là mình bay là mình ấn, phải ấn cách liên tục, còn nếu mà không thì nó rơi kiểu như là vẫy cánh ấy. Còn nếu mà dùng không quen thì cứ dùng rùa thôi. Rùa thì đúng là vẫn đang hơi quen quen kiểu bay, nhưng mà nó nếu mà không cài cái kia thì bay yếu lắm. Ơ sao Tuấn ơi, sao chưa vào game nữa? Em đang chỉnh đồ. À thế nào, đang giật mình tưởng là đấy, rồi có thêm một đứa assassin nữa đấy. Cái game gì đây, tên là cái gì đây, cái gì bao cái game, vừa nói xong cái game lai bao mấy ờ đúng đúng chính xác. Lai là mù nhưng bao là cái gì em đều nhớ. Bánh bao, bánh bao. Là mua cái bánh bao không về ăn cũng được, tầm ba năm trăm k. À đâu, finishing hero selection. Ôi chị gửi ở main chat rồi, nó trôi đến tận đâu rồi. À đường mà sao nó vẫn chưa vào. À nó bắt ở chà mi nó red đi. Hay là bắt buộc phải đúng 3 tuyến nhân vật. Oh shit. Không biết nữa, thử ra lại xem nào, red đi xem nào. Em thật, không em không chọn assassin được. À, chị chọn. Chị chọn assassin rồi thì em không chọn assassin được. Đấy thì chưa. Yeah. Chọn thằng kia đấy. Để cho thằng boss nó làm đúng rồi. Ôi mấy màn mình thua là cái mà thì cái độ khó nó tăng lên, mình cứ càng thua thì cái độ khó nó càng tăng. Có cái thằng điên game này. Ta thua là phải, nó phải giảm đi chứ. Tự nhiên là impossible là nào. Cái gì đây? Làm game dở hơi. Thứ nhất là đã không có easy thì chớ rồi. Chết. Ví như nó vừa bảo là cái màn này là impossible à? Đấy, chị bấm mẹ nó vào rồi. Incoming. Đủ lù. Sợ gì? Đằng nào sẽ chết. Đằng nào mấy màn kia mình cũng chỉ cũng chuẩn bị chuyển thành impossible thôi. Đã không rồi. Tự nhiên trở hơi nó mở cam cửa cho mình. Mẹ em chưa gắn đồ vào cái thằng này. Em chưa gắn đồ vào cho cái thằng này. Đâu rồi, tự động. Ôi sao cái game bựa vậy? Thì tự động theo kiểu là EQ đây chứ gì đấy. Sao game bựa thế? Rồi. Có 2 người chứ? 3 người, một thằng kia là. À, game nào? Đây game bọn mình đang chơi. I'm on it. À, game này mắc 3 người. Nó nhìn bựa vậy. Let's go. Let's go. Nào thì YOLO nào. Bạn mệt lắm này đây. Gắn đồ ở đâu? Lúc đầu vào chị thấy có mỗi chọn tuyến nhân vật. Mình bấm vào mấy thằng nhân vật mình ấy, xong nó có cái checker rồi cái đéo gì nhở? Inventory. Đây. Đấy rồi đâu? À, ôi trời ơi, từ đâu rồi mình ở đấy. Đây thằng này, hồi máu tạm. Chúng ta nào đi. Giờ đều rồi.
Đó là boss mà. Cái gì đây? Đi đâu thì mày phải từ từ chứ, chắc biết chứ. Mana. Nói là có vẻ hết rồi. Má không dậy được đâu. Má là dậy em bé, cái trò này dở lắm. Cái hồi đấu mình phải nhặt mấy cục mana nè để cho con boss nó mới hồi máu cho mình. Đấy, phóng quá. Đấy, đấy, bắn gì? Nó một đống cục này đúng không? Hết rồi đúng không? Ở rồi, đi. Tím tím này là độc. Let me at him. Thế này thôi. They're coming. Chị nghĩ là chơi có boss đi. I'm on it. They're now on the take. Anyone need healing? Nào cứu anh này, thank you phát nào. Oh, hình như anh sắp có tướng mới đấy. Oh mà, nhanh thế. I'll need you. Con boss này nó cứ mất máu tiên nó hồi luôn. Đấy, chết nhiệm vụ bình bên này cơ, nhiệm vụ bình bên phải. Có cái anh này anh phải đi theo không? Đó. Nó đi theo lợi quá. Fireway to death. Nó bảo không đi được. Đi vào đây. Lúc nãy là vào trong này, trong cái bên thang máy chứ. Đâu, đi đường này này, đường bên này. Too fast for you. Ôi ôi. Đấy, đoạn này phải thịt một đống quái, không còn thêm một con boss vớ vẩn nữa đấy. Thằng này chưa gắn đồ yếu vãi. Ok, game bựa bựa vậy mà yêu cầu gặp x760 ấy hả? Cái game bựa bựa vậy mà yêu cầu ấy, cấu hình 8GB gặp x760 ấy. Đây đây, anh Hà ghi đây. Ôi kiểu ôi, mà buồn bước. Tình đã chơi thấy nhìn cấu hình nó nghĩ chứ, nghĩ luôn. Và yêu cầu chip lên 4x1. Công viên ghi nhầm không? Thì con này bình thường mà. Đúng rồi, GT73 không vẫn cân thoải mái đây. Đây cấu hình yêu cầu này. Cấu hình yêu cầu tối thiểu này. À mà càng đồ họa của em cũng khỏe. À, em hình như em thấy cái anh nhìn em thấy cái cấu hình ở cái game này như nó giống hệt cái game Cyberpunk gì. À, không cần phải lo, cái cao của họ của em độ rồi nên là nó cũng không cần lo. Để cháy thôi. Cái gì đấy? Con lửa. Ra đừng cứ tải thử về xem liệu có chạy được
Em tải xong rồi. Ừ. Lâu. Vào thử. Vào số này. Đây, hút đâu. Đấy chứ con cà của em GT730 vẫn Red Dead Redemption 2 kiểu mầm tại Ấn Độ đấy. I'll pull it. Ai đâu? Má mày nữa. Ít nhất thỉnh thoảng mấy con boss nó. Nè anh ơi, em boss. Máu me. Từ hình như nó hết mana rồi. Nó hết mana nó không hồi được. Quick like a mouse. Một sát thủ, một kỵ sĩ, một pháp sư. Một tanh này. Phải đủ bộ. Bên đây, một... đây. Không, bên kia đi rồi. Lại lên thang máy tiếp. Lên thang máy tiếp à? Nhiệm vụ tiếp theo của mình vẫn là thang máy mà. Đi thang máy lên trên mà. Anh xuống dưới em đâu biết. Ủa, lại tiếp tục. Ơ, là đây đi theo anh này. Sao lại có con nốt con boss kìa? Thì có mỗi hai đứa thì nó bắt buộc nó phải lúc nào cũng phải đủ ba đứa mà ba tuyển nhân vật. Em tự phải cho. Rồi em chưa giải nét. Tuấn đâu? Tuấn đây, Tuấn là gì đâu? Thế còn tay nào kia nữa? Tay không có ba người đây mở mic. Ô đúng mà con boss đéo hồi máu cho mình. Chứ con boss chim chúa, đéo em hồi máu cho mình. Không mà như thế nào. Chà. Ok. Ông gia đình cái ngày chơi gái hai của hai. Cố lên đập tí. Chết hết thì lại ra mấy con khác. Chết rồi, anh ơi. Cứu em. Nó còn tập trung được né đòn nữa. Ok. Chưa biết cái nút cứu là nút gì đấy. Ủa gì. Đúng rồi, chuyện ơi đông báo. Đúng rồi, cái trò chơi gái là cái trò gì vậy? Tại chị còn là người được cứu chứ chị ác quái chị đâu. Thế nên là đã bảo là không biết là cái nút như nào đã được. Cắt lên đây. Hả? Em đang chơi gái, cái trò gì chơi gái này? Cái gái đúng không? Mấy chục tiếng cũng được. Con đi click phải không? Đỡ anh đóng rồi. Thật. Vâng, cái này là em treo cái Firefox. Cái lúc nào cũng xinh đẹp. Cái này quái lắm. Shot á. Shot thì... Trình diệt con cáo. Trình diệt con cáo lửa á, Firefox. Cầu mong là đã xong cái quest này. Sao chưa để con vào đây? Vẫn chưa xong. Rồi, Underhood Death. Ôi trời ơi. Ok, boss. Sao mà boss làm gì? Wow. Có. Cái gì đây? Maiden là trinh nữ đúng không? Ờ, thế Go là cái gì? Lính bảo chiến đấu vậy. Bảo vệ trinh nữ à? Ông giờ lại còn bẫy. Bảo vệ trinh nữ à? Cái này là lính gác. À, mấy thằng lính gác. Ui giời, chị Phương sát thủ mà đứng xa con quát cả mét để đánh. Thế rồi. Ai không được gì á. Đang thưởng chưa hết rồi. Rồi Tuấn chuẩn bị ông mạo cái nơi tanh cơ. Ok chị Nga. Anh boss tập trung cứu mấy thằng hữu dụng trước chị ơi. Phải bò ra chứ, phải bò ra cho anh chứ. Chị đi đâu rồi? Anh boss cũng nằm rồi. Ok chị nha.
Nghe em có nắp luôn kìa, đỉnh này. Garden hôm qua chị phải thủ thuật với cái con zombie kia rồi. Để chắc thì nó vào là full mẹ nó kêu. Ô, thằng này có cái kiếm mới. Tú mời chơi gì vậy? 80% biết cổ đầm ấy. À sao vào chưa? Server nào chị? Nó đang server này, AS đó, có mỗi một server thôi mà. Ừ. Singapore hả? Đâu? Nó để sẵn mà. Chứ chị thấy có thấy vào nó có hỏi chị server khủng biết gì đâu. Bằng cái Photon Launcher chứ. Ừ, Launcher. Và phần Launcher nó chỉ có một server thôi mình... mà. Đấy, mình bấm vào game, đúng cái game này thì nó có đúng mỗi một cái game, có đúng mỗi một cái server của game này thôi. Ừ. Game chén người chơi mà. Chén tin cài xong rồi. Mai lên hỏi nick nó không chơi thôi. Sao chị chả có... vào nhá. Đây vào này. Nhân vật đấy, xong rồi vào đâu? Đây chỉ bấm vào hero rồi phải không? Đấy là ngay cái chỗ phần character này có ngay bên cạnh đây có equipment. Chỉ bấm equipment. Đấy. Đấy, 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 đấy. Đấy là đâu? Hiểu không? Không. Ôi giời, nó à đây á. Đây là bên đây là P1, P2, P3 mà. Đâu? Ở đây chị ơi, để em chỉ cho này. Ừ. Đây nha, livestream lên này. Không, ông phải xem của tôi ý. Đừng dễ hơn chứ để đỡ lag. Rồi em chưa? Mơ rồi. Từ từ để em xem. Bách ra khỏi cái này đi. Bách ra khỏi cái này đi. Rồi. Nha, chị nha. Chị di cái chuột của chị qua bên phải đi. Di bên trái bên trái. Trái. Bên trái. Đấy, rồi lên tí. Đấy. Sao chị khai em ấy? Để em livestream cho em chị xem này. Sao lại ở ngoài ạ? Ở đâu xem ạ, screen cho nó mượt. Đây nha. Đây á. Không phải. Không phải. Sao không zone game được nhỉ? Đây xem ạ. Đây nha, đây em chỉ với ngay có ngay phần bên này có chữ Heroes đây. Sao của em hiện ra nhiều thế? Xong là nha, mình đấy bấm vào character equipment rồi mình kéo đồ mình. Sao của nó được hiện nhiều thế nhỉ? Em cũng thấy vừa vào thấy mở nhiều lắm. Ủa, xem thằng phát tư này có gì. Tại sao lại thế? Tại vì sao lại thế? Có rồi đúng không? Có trong bộ nhóm rồi đúng không? Rồi, Trần Anh đây rồi. Rồi, em chỉ livestream thế thôi. Nó hiện ra một đống. Cho nhỏ tiếng. Thôi để tôi thử nhân vật cũ xem nào. Ôi, cũng không được. Vào gì hả chị? Nhận đồ hả? Ý gắn đồ ăn biết cái gì đấy. Chị vẫn không gắn đồ được. Ôi, oh shit, no, oh yeah. Vào đâu? Vào đâu gắn đồ vậy? Nó bảo là ở ngoài là có hiện. Maintain. Chọn nhân vật nhá, xong rồi nó có gắn đồ ăn biết xong rồi. Đây của em nó tự chọn nhân vật luôn. Kiểu vào party nhé. Tự chọn nhân vật luôn. Chắc có thể là vì chị ấy cả Tuấn nó chọn hai cái hai người nên là em sẽ bị auto là một người. Đấy. Đâu em đã chọn nhân vật đâu? À thế ạ. Em chưa ready. Ồ, rồi có thêm cái gì đây? Oh shit, activity lock. Tuấn chơi đồ rồi. À, hay là chị vì level nó chưa? Để chịu nhưng mà mình đang phải mới biết. Có 60 trên 90. Gì? 60 trên 90 gì? Em biết. Ở cái gì Elder là cái gì không biết. Game này hơi liên xếp. À, chị level Elder của chị level 0, Elder của em level 3. Thế? Ơ, thế đéo nào chị đi cùng em mà đúng không? Chị lại vẫn lên được không? Ồ, tại vì chị hay ở đứng ở đằng sau.
Elder level 0. Sao lại có 15 trên 90 là cái gì? Unlock. Ôi trời ơi. Chưa rồi, tuần nó chơi đồ. Ôi rồi chị ơi. Tuần nó chơi đồ chị biết ngay mà. Đã chơi đồ rồi. Hôm nay hay có cái trò thứ nhất là phá đảo game. Hóa ra đấy là phá đảo bằng YouTube. Phá đảo một mình đấy. Toàn chơi game xong rồi chơi một mình. Cứ cái game có thì ông đi chơi một mình xong rồi phá đảo một mình. Nhưng mà phá đảo của ông là phá đảo YouTube. Sao em chả nhìn thấy mọi người đâu chứ. Mỗi mình em này. À đây đây, chị chui ra tận đây à? Ờ, chị là cái thằng ở giữa ấy. Sát thủ. Ờ, đấy. Cuối, em ở giữa, cuối là Tuấn. Mới mở được 4 nhân vật. Nó còn đang ấy, nó đang searching. Không, có thanh niên chưa chọn hero. Kenny. 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 Hero rồi mà. À. Đâu Ken được rồi. Không kèm được này. Finalizing hero selection. Kiểu gì hai người chọn hero thì em vào tự auto chọn thằng pháp sư luôn. Thôi em đi hồi máu với mọi người. Được nhiều điểm hỗ trợ. Đây là cái gì đây? Hai clip party này đi. Ôi ôi. Nãy giờ vẫn cứ searching. Tìm kiếm cái gì? Không, đấu can for. Ờ, cancer không can gì. Ờ, cancer nhá, cancer ung thư. Ở đây. Ô. Gì vậy? Ok, à rồi chọn map. Không, chỉ phải chui ra ngoài rồi. Ê, có cái ơ, có map easy ấy. Chị ấy ra ngoài rồi. Ờ, chị vừa leave cái party đấy thì mấy đứa mới được. Mà xong rồi okay. Ra đến đây còn chưa còn không ra hẳn được nữa cơ. Ok, vào luôn map rồi, vào đường map easy. Ơ, sao lại lần sau để Tuấn hot. Thật, đúng rồi. Tuấn hay phá đảo game. Ủa, thấy nó con boss này. Party member had not reached this point. Ủa, sao mình muốn thoát ra hẳn còn không được chứ. Bắt buộc là phải vào game à. Lần này hồi cũng skip tutorial mà. By shield, we crush skulls today. Chậm chậm thôi, anh còn thử kill. Xem nào hồi máu cái. Sao hai con boss của mình nó lại tàng hình này? Hay là nó đang ở đâu? Early access mà chắc còn lỗi nhiều lắm. Ai à? Đủ mà đâu thế? Cái nào là người sinh vậy? Quy. Ok. Quy. Quy à? Quy là hồi máu nhưng mà hình như là cái gì đấy nó bảo là phải hồi máu trong người. Đâm. Không phải tích lũy phần trăm. Không phải có đá nữa. Ok. Ôi trời, đen fit luôn mày. Chết rồi gì? Rồi, à? mời chị. Chết, em thoát ra đấy. Thằng kia nhạt, cái này quit game là chỉ có quit to desktop. Mấy cả rhythm game, tức là tức đang thằng riêng làm game gia đình ngay cho tao. Ở đâu có clip party này, clip đi. Clip đi đấy thì clip xong rồi còn không gian được hẳn ngoài. Đó quick game thì chỉ trong general á. À thế ạ. Em mời anh F4 cho nhanh. Dưới. Ờ đây rồi. Đấy tự nhiên lại nhét nó vào trong đấy. Quit game ở đây là ra hẳn luôn em ạ. Đây này. Ok. Em thấy cũng vậy à. Tuấn vẫn ở đây này, em mời chị Phương ấy vào được chưa? Không, chị bị thoát game rồi, đang vào lại game. Rồi nhá, con game này nhá, nhớ mặt tao nhá. Game bựa.
Từ từ để em xem hero. Bảo là quản nhân xin. Tú chữ. Rồi bảo tử lắc lắm. Tú có người chơi gì nhỉ? Đây này có là chẳng biết cần gì vậy. Play online. Trông thì đẹp đấy. Giờ Tuấn hot đi. Hả? À? Ai biết được? Đấy em ơi đấy. Xem nào. Xem cái easy của ông ý xem nào. Nhà vừa chết xong sợ nó lại đuổi độ khó rồi thì chết cha, nó lại tăng lên. Ở cái con game này mất dạy chứ. Vừa mới là lúc đầu chơi normal ra xong tự nhiên nó chết phát là nó lên impossible. Ok chị nha, rồi không còn map easy đâu. Toàn normal này. Chết đã chết của normal thì nó lên impossible thì chết chạy rồi. Ôi, còn mấy cái này đi. Thì là chưa đạt đến cái level. Chị Phương chọn map đi, chọn một trong hai map đi. Hai người chọn cái map thứ hai này kìa. Chị Phương một mình chọn Phương map cuối. Xem nó ra map nào. Làm nó mà theo map số đông thôi. Chưa chắc. Thế. Giống như một cho tất cả đột kích. Cái này mới đấy. À đủ mà. I'll jump in first. Ôi ôi, nhiều nhiệm vụ thế. They're blocking our way. À, cái này là di chuyển. Ship trái để đáp. Cái này không có răng giết thì nó hơi kinh. Các thể loại 2D. Ai ôi. Thiếu ngại với anh Hà là sao ghi giới thiệu ở đầu game là game dễ không quá khó cái gì gì. Đó là link game. Nà, hồi máu nà. Ô, từ từ nhân vật mới. Đợi đánh dài. À, hồi máu. Hồi máu chưa được. Hồi máu anh ơi. Hồi máu chưa hồi, phải nặng 100% cơ. Thấy bà là cái gì tưởng là hồi máu nước là đồng đội gì? Cái gì nó bảo là mày mấy kia đi. Rồi, ra đây hồi máu này. Đấy, bên ngay mà lấy được mana, cứ lấy được mana là hồi máu được. Sao nó chả lên máu gì vậy? Ui. Đấy, lên được tí rồi đấy. Ui. Em có lên được tí nào đâu. Cái này phải đẩy à? Đây đây. Phải không? Phải không? Ui. Đấy, đúng rồi. Rồi, nữa này. Rồi, cái chuột phải, à chuột phải mới là hồi máu. Tích điểm. Mở một khóa nhân vật. Ôi sao chém nó vậy? Ôi, chị cô ơi, làm gì đây? Đâu, chị ở đây mà. Ăn mà cả chém nhau chắc không mời chứ. Điên mà lại còn chém nhau này, còn chiến chết. Oh. Nào lại hồi máu nào. Come here for healing. Còn điểm nữa, còn tốt rồi. Đi lại vào đây. Nó có phải cửa này không nhở? Chắc là nó đấy. Thế con pháp sư ở đau tay to thế. Ô lại có gì này chị ơi? Đứng ba người vào đây con nhặt được cái gì này? À, đây ra đây lấy mana này. Lấy mana này. Chuyển máu thì phải lấy ra mana đấy. Chị Phương đâu rồi? Ok lấy rồi. Ok. Ê, quà siêu to không lờ luôn. Anh múp rác rồi đấy. Nghe cánh ra.
Ôi giời ơi, em có tầm skill thôi. Má phí quá. Đang chết rồi em ơi, lại cứu cái nào. Chưa cứu bao giờ còn đang chưa biết là cái nút nào đây này. Ép. Nè bấm một lúc nữa chịu rồi. Máu mình cũng đang ấy. Ôi đi vào đây bị chậm. À có ship dịch chuyển. Nhưng mà có thời gian hồi. Đấy chuyển lấy Yvanna xong. Thế thôi à? Đấy, cái gì đâu? Đi hết rồi chưa? Cái này thì gọi là vào đánh boss thôi. À vào đánh kiểu tinh anh ở cái map này thôi. Anh lấy level. Rồi đi cửa này thôi. Cái quy là cái gì ta? Quy mình chả hiểu là cái gì luôn. Không xem được kỹ năng. À summon 2 đem ra 48% đam weapon. Sợ đấy. Nộ ấy, giống như quy là giống như nộ ấy. Cái này mình phải đi xung quanh để tìm cái loot. Ở đây cũng có một cái gì vừa đi qua cũng có cái loot tròn tròn này. Ê, chết cha. Ui, đam anh nộ quy lên đam anh to lắm. Anyone need heal? Đẹp mana người rào. Độ quy lên đam to quá trời luôn. Hết rồi, đi đâu đây? Vào cửa này thôi. Các cửa này nhỉ Tuấn nhỉ? This is a big one. Xem ạ. Ok, em chịu luôn, đéo biết cửa nào luôn. Boss này, boss này, boss này, boss, 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 boss. Boss. Ôi, ôi, ôi. Oh my! Chuyện cây à? Ôi, ôi. Ấy anh búp giá cho nhảy vào đập đi em ơi. Anh con dành này. Mày láo liếu. Từ từ, 6 giây nữa có giáp. 6 giây nữa có giáp, anh lại búp em. Anh con. Anh dịch quyết nào. Búp cho chị Phương rồi đấy. Phương cái đập kia. Ok. Đang cứng là nó siêu rồi. Mana. Đêm này mấy con chị thấy là mấy con boss nó còn đâu đâu đứng ở đây. Không không, không mạnh bằng cái con mấy con thưởng, mấy con thưởng mệt hơn. Ừ, con thưởng nó hơi ngu. Boss thì toàn kiểu đứng yên ngu ngu. Cần hồi máu không? Thôi cứ đi đi. Đang để một cục ở lại. Hai chị em nhanh tay quá. Nhặt mana nhanh. Tưởng là nhặt mana này cho phù thủy. Mana nhặt cho phù thủy. Ừ. Còn mình không còn mana mình. Đúng cứ rồi. Mình nhặt là cho Việt Anh. Yêu mình nó auto hồi thôi. Tôi chắc cửa này thôi. Đây là cái gì vậy? Tìm kiếm. Let me at him. Ôi lại boss luôn, sao mình tận là cái hay gặp boss thế nhỉ? Chúng tôi chạy từ thế này rồi. I'll not you. Nó đang đuổi theo em này. Chạy đi. Oh shit. Oh. Cũng lại boss à? Thôi. Game này game tránh boss. Ai? Ui giời ơi, kiếp nó bắn mấy cái kiểu skin thế. Anh em thôi nhảy vào đi, anh em cung ra cho chị ấy, nhảy vào đập luôn. Ôi giời ơi, nó đớp em rồi, Ê, đù mà, Tuấn đang bị tiêu hóa đây này. Dương ơi, chị vừa làm gì đây, chết giờ. Ôi nó đớp em kìa, chạy đi. Đập vỡ em vào trước này. Một cái mana, nó kìa. Ừ mà em đang bị kẹt đến giờ đang bị thằng kia nó hiếp. Anh con này, dễ. Con boss nó đuổi theo Tuấn rồi. Ôi chưa.
Thế có phải không? Sao lại con? Con boss này. Thử quay lùi lại xem Việt Anh còn hồi máu được không? Không hồi được, bây giờ phải ấy phục mana mới hồi được. Cái okay, boss chết rồi. Boss chết rồi. À, mãi mới được kill. Đi 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 đoạn này đi xem nó. Con boss kia là từ hướng Việt Anh đến đấy. Đúng rồi. Nhớ bên này lại còn một con boss nào nữa. Ấy đánh đi chị. Em múp cho chị xong rồi. Okay, chị nói chuẩn, chị nói chuẩn nó đi. Ôi ôi, chị Phương cứu kiểu cứu thế thì mình chết. Thế à? Biết thế thì quay lại chỗ Việt Anh. Vừa giết được con boss ở chỗ Việt Anh rồi. Ok anh em, chết hết sạch. Cái này kiếm mana quá. Ố, nhận được thanh. Mẹ tưởng cái thanh giáo gì mới. Lút được mấy cái này không biết không được cái gì. Được, em nhận được đồ của assassin. Mình còn chưa lắp được đồ chứ. Thế nào Tuấn lắp được đồ S thế. Xem vào. Elder gì, xem vẫn cái 60 trên 90 là nào. Bao đời em còn 15 cứ, 90 này. Cái đồ của em nó được hút máu này, ngon. Đấy chứ. 15 cho là em lên được một tí. À mười, đây có 17 cái em. Em lúc đầu hút 15. 6, 8, 4, 3, 2, 3. Ăn nó. Ôi ôi. Tuần nó cài đồ rồi. Ra đồ chỉ dành cho assassin. Đúng rồi, chỉ không phải đồ này, ấy này, cái này còn cái con kỵ sĩ kia được nhiều lợi nhất kìa. Mẹ được 2% life steal. Hút máu. Play. Đâu rồi, chọn map nào có map impossible này. Cái map nào đi được thì đi thôi. Hai normal, một invincible. Blind level 1, mù level 1. Party level của mình cũng 1. Tôi đi chơi đồ hàng đây. Tuấn chơi đồ rồi. Thôi mất ngay đường Linh ra đây nhá. Linh à, Linh đánh phim em đóng á. Đánh điều kiện là phải kiểu tăng quick like a man. Chúng ta biết đang sử dụng Linh Full HD không che. Đánh đi. À có tính che nhưng không sợ. Chúng ta biết mà có phép đi đùa. Ba cục rồi. Nói sao toàn nhặt được đồ vớ vẩn nhỉ? Chỗ nào mua đồ về bán đồ ấy nhỉ? Đánh đi chị Phương. Đánh đi. Đồ thì cần gì ấy. Chơi kích thích rồi thì cần gì. Thì phải bán thôi. Bán đồ đi để mua đồ mới, để kiếm tiền mua đồ ngon hơn. Không cài được cái chích mắn phun lửa. Chơi online mà cứ như thật nhỉ. Yên tâm nhé. Đào đứng đây cho cục máu cái nào. Đứng lên. Rồi. Ok. Lại hai cục ký mới đầu gặp con boss. Tướng cứ đánh như em múc thôi. Tâm giáp đầy người. Ăn à. Ok máu. Con này phải giữ chữ máu lại. Mấy cái này được chơi bằng tay cầm thì dễ hơn đấy. Đúng quá, chuẩn. 2D mà. 2D tay cầm là mới chuẩn đấy. Ông mà. Ai ui. Úi dồi, 2 mana luôn. Đau nó quen. I'll pull it. Is this all you have?
đi. Chết rồi. Cơ làm gì á? Được, thằng này được cái gì? Chả được cái gì. Thank you cái hết. Nãy giờ thành mấy phát. Shall we deal with this? Em dịch chuyển đó, nhanh em. Ấy, bút cực kỳ cương đấy, để mà đập tới bờ chứ mà đi. Trời ạ. Ấy, con kia nó chạy kìa. Chạy đâu? Lần này đi chết mấy lần, sau một hồi chết mấy lần có vẻ nhuần nhuyễn hơn một chút. Nào máu nào. Nào đứng vào đây, đứng vào đây, em thả. Ôi, thanh kiếm mới này, ngon. Thật ra con phù thủy này đi thì đánh đến lúc đánh boss vô dụng quá trời. Có chìa khóa kìa. Chỉ có đứng bóp cho đồng đội thôi. Ra để chị Phương lấy. Kiểu cô nuôi dạy trẻ. I'll not you. I'm storing this key. Ơ, được cái chìa khóa tím gì đây. Giờ đi đường đi tiếp đi cũng được mà. Đi tiếp đường lấy được rồi mà chị. Đường lúc nào sẽ 2 chiều. Nhìn 2D khó nhỉ. Đam được 400, 300 mấy đấy. Đây đi, đấy, máu đấy, giáp đấy. Ý, hút, hút quy lên đập, tôi bởi luôn đây. Ôi ôi. Phải hồi đầu. Đấy, đi ra ngoài đi, cứu cái. À đủ mà tiêu rồi. Cái ring gì đây? F1 rồi. Don't stop me now. F1 tu skin. Ok, giờ ba đứa đứng đây. Đứng đây cứu ba đứa ở trong chắc thế. Cứu chắc lấy được. Em ơi. Để anh nó. Không, nó phải đẹp trai như này chứ. Ờ đủ mà, để robot nào. Ừ. Có mana gì không? Máu đang hết. Ờ cái này lấy xong cái này rồi thì à cái nhiệm vụ mình ở đằng sau cơ. Đi hướng ngược lại cơ nhiệm vụ ấy. We got right into a trap. Ôi sao tự nhiên nhiều quái này. Máu. Okay. Càng ít máu được càng nhiều. Cứ lên trước đi, tanh cứ lên trước thì anh búp sát cho. Để anh đọc. Vẫn chỉ là đam phụ thôi, còn anh hỗ trợ chú của đam chính. Ờ à, đấy, à kia kia, chị lấy chìa khóa mở cửa đi. Mở. We can go through. Phối hợp để nuột hai một chút. Đừng có chết khó quá nữa. Đừng có quá khó rồi khiến ăn hàng trong game. Không lẽ mà đem đi khiếu nại. Càng điên, càng tội kêu là không điên. Các anh háo phải ép cái đấy vào để chị chơi đấy chứ không. Cái gì nó khó quá là chị đéo chơi. Ông còn đòi thử mình. Ơ, nhận được một cái mảnh da. Chị thấy quả cầu đi sau em bắn đầu lắm. Và hai quả. Quick like a mouse.
Cái này làm cái gì đây? Dịch chuyển không qua luôn. Ai mà đi. Thế kìa, thanh niên nào bắn được, bắn cái kia thì phải. Phải có một người ở đấy. Bắn cái mẹ. Chắc là phải đi vào. Phải có một thanh niên ở đây rồi. Đứng ở đây đi. Đứng ở đây đi. À thôi em ít máu hơn, em đứng ở đây cho. Cho chị đứng đây cho. Quay lại. Ừ mà. Em đứng đây rồi, em phí trước mà. Để xem có đi được không thì kiểu này đâu. Game gì thì... Đi được, không quay lại được. Em sau hôm nay là sau hôm nay hay ngày mai ấy nhở là cái Adu Plus là đi luôn. Ủa? Không quay lại được. Hay là phải cả ra. Don't stop me now. Đây này. Stop cái gì? Chỗ này có cái cửa này. Mở đây. Không mở được luôn. Oh shit. Cái này thì em tự nhiên đã mở rồi. Có cái tiếng thì nó thở hổn hển bên tai. À đây phải tìm thằng thở rồi thịt nó đấy. Thì bà là dạy cửa này thì... Hình như là có một chị Phương thử đứng đấy xong em lại em đứng cái cửa kia xem nó có mở đâu. Phương phải đứng ở cửa gỗ đi. Thôi. I am not you. Phải có một cái hiện tượng gì. À đây rồi, đây rồi, đây rồi, đi nào, đi nào, đi nào. Lại chỗ em đi. Lại chỗ em mở rồi. Why mở được? Phải tìm cái ấy. Tìm một cái giống như cái vàng vàng này này. Đấy. Đập. Đập đập cái đấy đi. À thế thì đây hai thanh niên đứng. À, em có gì à? Có hai đập con. Đập đi em. À không, phải đập ngay cho chị ra, chắc ba đứa phải đứng lên. Đó. Đây đi. Ai mà rồi đi. Đi thôi. Có một tay thằng dài. Bắn laser vừa nhìn thấy ngay một thằng bắn laser. Vào đi em. Ok. Chết luôn vậy. Cương đừng vào đấy nữa. Ok, bỏ thằng đấy cho easy. Cứu 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 chê. Thank you. Quick like a mouse. Nào, máu này lại máu. I can't take much more. Ra ngoài thêm mày bật giáp không thì chết. I'd rather crawl on warm sand. Đây là cái gì vậy? Đây là cái gì vậy? Này phải đập đúng hàng mới cỡ à? À đập cho nó xanh hết là được. Cái nào mà xanh ấy. À đủ cái này cần thời gian. Cái này có thời gian. Phải đập hai cái giữa trước. Ta biết có thời gian. Not you. Đấy rồi rồi. Rồi rồi. Ai ủ. Đập đi. Bút đáp gì đấy. Kích thằng quái đi. Ok. Em hiểu nhà được mana nào nữa nhỉ? Mana nhạt mà nó không lên rồi nhỉ? They'll know my name. Từ có em gái trong này cần tìm. Mấy em toàn gái ở đéo đấy. Ơ có hồi máu không? Thế rồi. Mà dòng nhặt cục mana nó chẳng lên gì. Lên đấy, grab lên đi em. Rồi, có máu đây. Đấy, máu đấy. Nốt luôn nhá. Rồi, ok. Bây giờ tất cả để bảo toàn cho chiến thắng đầu tiên. À, con mèo. Ơ, nó không dừng à? Thế vậy nó chả dừng gì cả. Thế vậy thì phải bắn cục cái này. Đấy, thấy chưa? Đù mà. Rời rời, chắc không lãi. Con để cho mọi người qua kiểu gì. Em có di chuyển mà. Ủa, tôi cũng có lăn. Đây, 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 con nhà đây. Xin hãy là hết quét đi. Hết cái này đi.
Tôi biết chắc chắn là đã từng qua. Oh shit, có một em gái robot, nhưng mà đéo các em. Gái như cái... À, thôi. Có một em bên trái. Có vẻ chưa đi được. Để người đi trước đi. Em làm tí kia. Nào đấy, ra bên chị, đập đi. Rồi, có máu, à có mana rồi. Lại hồi máu nào. Em đánh chuyện, em đánh kia, đánh chỗ tay nó cũng ra mana ấy. Dùng nhiều nó ra ấy. Để ta chậm. À, có nghĩa là em đánh tay trúng mục tiêu thì nó có cái điểm cậu dồn kia là nó sẽ ra mana. Vào đi chị. Ok. Chạy rồi, đủ mà. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Đánh sắp được mana rồi. Cần anh máu. Gái của tôi. Gái của tôi. Gần em. Cộng đồng LGBT ở Việt Nam đang càng ngày càng lớn mạnh. Có biết ở trong xe mà ôi giời, sao ông Tấn nữa nào có tim máu đi kia. Em tanh cơ, em lên em hy sinh cho cả đám gì chứ. Đồ thì nhanh lắm. Đây này, có cái hình khóa này. À, không, đi lối kia, đi ra ngoài. Đấy, đi đường khác rồi. Yeah, make rồi. Your way out back to the roof. Ok. Bạn ơi, mình đi về chỗ đầu. Ui. Nuốt rồi. Ui. Vào đi, vào đi, vào đi, vào đi. Sao cho? Nuốt là khó chịu. You more backstabbing first. Nè, đúng lúc nó chết thì mình dùng skill. Nhặt được một cái răng. Ui dồi. Đấy. Ra lắm thế, con ra lắm thế. Thì con nhân vật assassin của chị chạy ra đằng sau ấy, chị chọc ấy thì đam nó thấm hơn. Chẳng có đầy đến đâu. Ô chứ chuyện nhầm mũi nó chỉ thương rồi. Chúng em chơi em chọc chọc nó. Chém bình thường được xong với máu nhưng mà chạy ra đằng sau chọc được. Đây đây đi lên đây này. Đây ổng nghẹt mũi rồi. Ngày mai nó bật lạnh gì vậy? Ok, ngày mai được đắp chăn. Tờ này bắt đầu là hoạt động lạnh lắm. Đây có kiến thức. I'll pull it. Weaklings coming up. Đây đây đây, chấm than ở bên tay phải cơ. I have not. You can have this. Mana. Hồi máu không? Hồi máu cho Tấn. Bum. Đấy, búp giáp rồi đấy, đánh nhập tình đấy em. Nhiều vụ bên tay phải mà anh em cứ ra đây đánh quá lấy kinh nghiệm à? Không, mình phải đi ra ngoài, cái nhiệm vụ nó không phải. Không vào được. Không không không, cái nhiệm vụ mình đúng là phải đi ra ngoài, đi về biển, ngoài. Chỗ xuất phát đấy. Đây 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 ra đây mà. Đậu đấy là đường vào trong. Cầm cái kích trượng mắc bá đạo. Let me at him. Ai ôi. I put my nails in. Cái chú gì? Chán game 3D giờ chuyển sang test game 2D. Mấy game chơi 2D game pixel nó, luôn. Nó nhẹ mắt. Ở đi ở bên trên cho nó đều có bẫy. Có đi đâu. Ok, đường bên trên đâu có đường. Chẳng làm game mà nó cũng kinh lắm. Lại quay lại. Đâu đi qua được mà. Thì bảo là lúc nãy nhớ là đi rồi.
đấy cho nhiệm vụ mình nó ở đây. Nó thịt mình. Use the dagger small. À đây mấy thằng là mấy mình cứu mà. Vào đi quay quay. Đây đây đi ở đây. I could sneak past. Vào đi em. Tụt. Giờ đánh nó cứ gọi là đấy, đánh lên mana đấy. Nó cứ khỏe quá ấy. Mình đã định là sau ván vừa rồi chết thêm lần nữa là đi ra cài một số thứ nữa. Shall we deal with this? Cho nó cải thiện. Ôi, đừng có cái chuột của chị nữa anh. Không kéo như đi. Ôi ôi, thương chị với mèo em thương tao. Điên à? Đúng rồi. Sợp mèo. Đúng là cái thằng không trái động vật. Yêu, ai lấy. Mèo, mèo. Đi về mày con mèo của em ạ. Nè mày đấy thấy chưa, bản thao nó tan kiểu blocking our way. Bạo hành. Ôi đây chị Phương ơi, đây chị Phương ơi, có thử cần cứu kìa. Hả đâu? Hả đâu? Thế như nào Trần Anh ở đây mà có chết đâu? Bác Tư Hải Dương. Ai? Miu! Em đừng có lên cái con chuột. Đó đi em. Giáp anh quốc từ đây rồi. Ở đây mấy thằng cứu mình ạ. Đấy, mấy thằng cứu. Đấy, lúc ấy chị cũng đánh nhầm nó ra mấy thằng mình cứu ấy. Đúng rồi, chết chắc là bị trừ cái gì đấy. Cứ để một đứa chết là bị trừ cái gì đấy. Rồi, hết rồi đúng không? Rồi, nhiệm vụ mới là... Tấn dữ. Nó chỉ là... ấy thôi. Chị ta mấy thằng phói này. Đứng này cho chúng nó chết hết. Đấy, chết rác rồi. Ok rồi, còn hai đứa. Úi giời, đây, đây thằng này bây giờ mới ra này. Đó. Úi trong lưu. Ai? Của Tuấn hết đấy, đấy. Của Tuấn hết đấy, anh bút ra xem. Ui. Ôi cái này còn em cả. Ôi. Đấy, Tuấn anh bút ra rồi. Ôi, chị Phương kìa. Mèo nó rồi. Mèo thì còn đống máu. Nó như là chị gì này, máu của chị đi. Mình thế mình còn nhiều máu lắm cơ mà. Kéo nó ra kia đi xuống. Em cố lắm rồi. Em bút ra cho chị đấy, chạy đi. Ôi xong sắp đi. Ôi xong. Thua. Chị thấy nó okay. Tụt máu nhanh ấy, em búp cho chị hai lần máu luôn đấy. Nói cũng thấy kiểu gần chết thôi cơ mà nhỉ. Má sao em toàn nhặt được đủ cho assassin thế này. Thế sao tôi không lắp được? Để cho chị được, đưa cho chị. Tôi còn không thay đổi được bất cứ cái gì. Nhưng mà lắp kiểu gì nhỉ? Ừ đấy. Để xem nào. Không phải cái elder này là elder cái con lắp. Cái gì? Elder là con lắp nhiệm vụ thôi. Ờ. Con lốc ấy thôi. Open setting. Để mình tắm ấy. Từ từ để xem. Language show in. Rồi thì tăng điểm skill. Show hero to. Ôi ôi. Má có điểm skill mà đéo tăng. Quên. Sao nó cứ có những cái con khỉ đột gì ấy nhỉ? Mình chả có cái gì cả. Không biết là tăng chỗ nào luôn. Equipment gì nó là ở cái nhân vật đấy luôn rồi. Đây nhá. Chuột, ít nhà chuột phải vào cái đấy nhá, thì thấy là có ở dưới có 4 cái ô. Equipment là thấy có 2 thanh kiếm này. Bọn nốt của em vẫn level 0 này. Story lock 0/5, Berserker gold 0/5. Ôi ôi, phải làm nhiệm vụ mới được mấy con mới. Không có chỗ bán đồ với mua đồ chán.
chứ không em bán đống đồ đi kiếm đống tiền đấy. Thằng này nếu nó kinh về cái khoản lút đồ rồi chắc chả được cái gì, tiền rất nhiều. Ờ xong rồi ăn mấy cái ngọc xanh xanh gì cơ, xanh xanh lá cây ý. Thì được cái gì? Okay. Player seem to find gì? Mấy cái ngọc xanh lá cây ấy thì chỉ có assassin mới tìm được thôi. Ờ thì đấy, chị ăn được mấy cái ngọc cái ngọc xanh xanh lá cây ấy. Xong đi làm gì? Cái đi làm gì? Ê, xong rồi xong mình cứu lát đá. Đấy là đối với chị, chia đối với em thì nó rất có hữu ích kiểu gì. Play button nó sẽ tắt tật. First and most. Mình vẫn chưa hiểu cái ở đâu, cái equip đồ ở chỗ nào. Ngon lạnh rồi. Tuấn tìm Linh rồi đưa đây cái. À, Linh á? Ừ. Linh. Ôi, Linh không Linh, được, Linh, em Linh. Úp vào, em đút vào hòa đoàn là em bị ban đấy. Thế là mới đang ấy đút cho admin của hòa đoàn thì làm sao mà ban được? Mày không đưa đi thì mới là ban đấy. Có hiểu không? Không được, em bị ban thì. Tao đã bảo không đưa thì mới là ban này. Đâu, con này không có cheat rồi. Đấy bên ngay em bên ngay chị kiểu gì cũng nên tìm rồi. Con này không có. Biết ngày. Cái này là em tự làm đấy. Thôi đấy. Ông làm game chứ cũng có. Đâu làm game thì mình biết phá bug game mà, như cái game Trang Bridge kia có mấy cửa nó đéo mở để em hack bug em đi xuyên tường luôn. Kinh quá. Sao nó có cái tiếng gì ấy, thủy chụp ấy nhỉ? Em vừa chọn hero mà. À, thế thôi á. Được có muốn là chọn hero chứ không phải là... Chắc em chả hiểu equip đồ cái gì. Ừ. Đây là chọn hero này, còn cái bị khóa ở chỗ hero này là cái nhân vật thôi. Cái nhân vật thôi. Còn chẳng hiểu cái equip đồ là chỗ nào luôn. Thằng điên nào làm cái ai ạ. Ready thôi. Không có nha, game này chắc là chả nổi lắm. Game này là game chiến thuật đấy. Đồ chả biết lắp vào. Test thử vậy. Cái chính là bọn mình còn kiểu không thấy có cái mảng đấy. Tôi nó vừa mấy mà nó cũng đã có cái mảng nó và mình ra ngoài như... Để em... nó hiện ở bên tay trái một đống hero. Để em thử le party cho nào. Chứ còn le hero party của mình ở ngoài có mỗi ấy. Mà không equip được kiểu gì luôn. Em một là cái gì? Mời lại em đi. Về thôi để em tự chui vào. Game in not. Chami in not. Ơ? Chị ra ngoài nè. Đợi đi. Tắt đi vào lại game à? Ừ. Quit game rồi. Ok, xong ra đích tốt. Launcher. Ok. Đi. Play tutorial là gì? Skip. Mm-hmm.
ui này, chị ơi thoát ra vào lại đống luôn này. Hiện ở bên trái không? Vâng, có hiện luôn. Chị chả thấy cái gì cả. Vẫn là một bên là setting, một cái là artisan cái gì gì đó. Ui đồ nhiều lắm, ui đồ nhiều lắm, cộng 200 bia đấy. Thế nào mình 4% mình ăn skin. Rất nhiều. Không đâu, không đau. Thôi bỏ, không cần nhiều máu lắm đâu nhỉ. Chọn, em cho hết vào skin cô đau. Crit hit trên. Tôi bắt đền tại sao tôi không được. Lão chờ. Crystal Dam 200 Dam to bonus Titan skin. Đâu rồi? 40% nó lại thắng giọng rồi đấy. Hả? À? Việt Anh ra vào lại thì được. Vâng, nhiều lắm. Cộng máu này cộng cộng 200 gram. Tại vì sao lại thế? Nói anh yêu ơi, ơi yêu quá. Béo uống đi. Nên tốt đây là cái ngủ nhiều lờ đờ nhỉ. Đấy, nó lại đang liếm láp tắm rửa rồi. Elder của em level 3 rồi này. To save our chắc không được đến cắt hết rồi. Cậu skin này xem nào, cậu skin hồi máu đi. Here Brim này. Có một bột. Tắt thần steam. Có mở đây được cậu có một bột thôi. Bi quá thì để hai bạn tăng level. Yeah. Hả? Cái cứ thoát ra vào lại là nó có. Chị tắt, chị vừa cẩn thận là tắt hẳn cả Steam luôn. Tiếp. Ấy nhá. Đây đang vào lại launcher. Đi lắm. Thoát ra vào lại một đống luôn. Không có chỗ bán đồ rồi. Đi vậy, kêu gớm vậy. Cái gì? To save our trông cậy hai bạn. Mắc skin câu đào rồi. Đi búp giáp cho nhanh. Nói chung là chị máy dởm rồi. Xịn quá nó không cho chơi đồ. Đấy, không giờ còn lúc đinh đen ngòm này. Thấy. Yêu em quá. Hay quá, nhưng mà mình không xấu như là Miu nhà Tuấn. Cái gì mèo cho em nhìn mà em đã đặt tên cho nó. Em chỉ gọi con mèo này là Phu hay là mèo hay là mèo hay là mày đấy, em chỉ gọi thế thôi. 6% cơ hội crit, 40% đam crit. Rồi lấy cái này đi thôi, để mắc câu đao hồi máu cho anh em nhanh, mắc câu đao hồi chiêu. Đi. Chạy. Ơ, đâu rồi? Đây để đang là rồi lại. Tuấn vẫn hot nha. To save our Get in touch. Tớ
tự nó mod. Virgin 06112. Leon là ấy em chọn đây anh đâu rồi mọi người lại đâu rồi à, chị thấy có trà mi này à, không thấy có Trần Anh ở đây đây em vừa room vào room của Trần của chị xong rồi để em chọn pháp sư ấy. Thích đi pháp sư tay dài đứng hút máu hết xương không phải đánh nhau nhiều chơi game ở nhàn đi trời đấy. Làm cô nuôi dạy trẻ hay mà. Chết nhỉ. Ăn uống ngủ nhỉ. Nhẹ. Ngủ. Quá trở ra. Đẹp đi chưa Trà My. Chắc anh u 50 đấy. Sủi ơi. À cái gì. Fred đi. Mấy cả bảo anh U50 ngủ đi. U50 anh nhỉ. Dài bao mà. Có một anh 50 tuổi nhưng mà chú không cho gọi chú, cứ bắt là gọi anh thôi. Trong tối nào cũng đạp chơi. Hả hả cái gì, ra đi chứ. Chết tưởng. Có easy này. Đâu, cái nào easy này. Nhưng mà easy là đấy. Của cái nào đấy. Cái gì là của cái Dark Retour ấy. Dark Retour ấy. Có cái Very Hard kìa. Chơi Very Hard. Đấy, một mấy ông Tuấn ông chơi cái kia. Hả? À? Sủi nó chơi vậy, chơi chị em thì. Đâu, em cũng chọn cái map easy mà. Em chọn map kia. Ơ, lại ra chơi okay. Cái này này. Chết rồi. Đi. Lúc nãy là chết đau chết đớn này. Tuấn nãy nó cộng được đồ trước, nó thêm bao nhiêu máu với lại... Thằng này đứng đây đào, là gì? Đào. Là chị em mình... À, thằng này bán đồ này. Đó. Đâu? Thế đây, cái gì đó? Đó, em thấy có thấy thằng nào? Nice to meet you again. Thấy mấy cục đá chứ đều thấy thằng nào. I'm Desert Mouse. Úi chà. If you're heading that way, đau quá. Watch out for traps. I went through them earlier and I may have triggered one. Nó đang dặn dò là cẩn thận mấy bẫy. Yikes. Thế rồi à? Xong rồi đi mẹ rồi. Too fast for you. Anh ơi, anh đi không có chăn trối gì à? Này thật là. Mình với em mới sủi rồi thấy cục đá mà chị thấy thằng nào vậy? Có một chị thằng biểu tăng mạng rồi. Thế là tôi vừa nói chuyện với thằng đấy mà. Với chị tôi lại chị tôi lại phải hoang tưởng rồi. Hoang tưởng rồi, kiểu thế. Chết rồi, tại vì cái máy này là không gắn được đồ ấy mà, hero biết mà. Chị thoát ra vào lại. Những cái mà mọi người nhìn được thì mình không nhìn được mà. Những cái mà mình nhìn được mà mọi người lại không nhìn được. Trà My làm sao mà chơi khô máu này em? Chắc đang chơi cho anh 50. Okay. Nào, vào trong đây không chưa? Này còn không thể. Mẹ điền hết. Chỉ bắt cục. Em hốt. Yêu quá, yêu em quá. Don't stop me now. Đánh skill cho nó lên cái mana nhanh này. Nó phải tính trúng địch à? Khó nhỉ? Yên tâm, em bút thôi. Trời ơi! Skin cooldown như thế này mà. Mew ấy đi. Ai ôi. Đấy à.
Nào, lại đây. Em đang xem livestream của chị Phương ở sau đó lắc vừa rồi. À, có cái ulti kia mình hồi được nhiều máu hơn. Tưởng tắt rồi. Có cái ulti kia mình hồi được nhiều máu hơn thì phải. Con mèo hốc của mình nó nằm hắn lên cả cái bàn phím đường nó chạm. Nào, dậy em. Dậy em. Em. Đây có vẻ... Ờ, đây 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 đây, để em ấy cho. Rồi. À, kìa rồi. Chỉ có tay dài mới có thể làm được điều đấy. Thế phun kìa, phun lửa ấy. Máu này à? Trà mi tanh kiểu gì mà tụt máu nhanh thế? Chơi kiểu bất chấp. Let's see how this goes. Từ 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 để em xem. Này, nhìn chỗ này lạ đấy, hai cái map này mới. Trời ơi, cái gì kìa? Đó. Thôi. Rồi, đây đi. Đây đi chị em, ở đáp ở đấy. Miêu tay miêu. Rồi rồi, em ấy. Ông không ai cứu à? Nhanh 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 nhanh, cứu nhanh, cứu nhanh. Rồi, mi mi còn tí máu mi lại chuẩn bị chết nữa này. Thế nên béo phải là mi. Thì nó ai là dùng cái tên đấy nên người ta chỉ kịp nhìn nhanh. Quick like a dụ bọn nó ra đây. Ôi trời, chưa kịp dụ. Mình hình ba. Tấn à. Nào nằm bên nhau đi. Nằm lên đây, nằm lên đây. Để em giết nó trước. Rồi, nó sắp chết rồi, rồi. Em cứu nốt để lại máu này, em vừa đợi được một cục rồi. Số phận nào chỉ là chơi một buổi thôi. Có những con game mà ta biết là ta chỉ test đến thế mà thôi. Chỉ trong một buổi. Đây là em còn mang mắc đồ giảm một chiêu mê búp đấy. Em mà mang đồ đam, em đang khỏe hết đấy. Đấy, búp cho trà mi rồi, con chạy em thì em búp giáp cho em thanh cơ mà. Oh shit, cái xoắn hay trai. Xoắn là cái gì? Anh búp cho, yên tâm, lên đi anh ở đằng sau hậu phương. Đây đi, lối này chị ạ. Đây Abandon Catcom. Không đánh mấy cái thùng nhưng biết đâu được. Cục mana. Toàn đi tiền. Blocking our way. Tiền chưa biết để làm gì. Do more backstabbing first. Do backstabbing first. Ui, kìa của em khỏe phết. Vào đi. Ra cho này. Chạy. For real. Anh cơ mà nó để chạy thì biết làm nào rồi. Nó sủi mà. Bên ngoài của nó ở server của chị gọi là sủi. Sủi nhanh lắm. We run right into a trap. Don't stop. Ủa, con to này, con boss này, boss này, boss này, boss này. À đâu không phải. Con cổng luôn. Yên tâm đi, em búp rồi. Got a mana orb. Đấy, nó nhỏ quá. Máu đi. Heal lên cục đi nó. Còn khó ấy. Cho nó còn hồi. Quick like a mouse. I'm on it.
You can have this. Rồi. Thường cống à? Thường cống. Đâu vậy? Thấy có cái dấu tròn ở đây. À, đây, 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 giữ nó. Ơ, à, phải chui hết đấy à? Ủa, nghiêm lỗi à? Đây, 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 đứng nguyên đấy. Rồi. Ép. Game chơi một buổi mà. Thế này là những cái gì tinh túy của nó mình sẽ trải nghiệm hết. Không có chuyện quay lại. Với ôi đây. Skin. Ấy, khỏe chưa? Cái đồ gì đấy. Cái này. Stand near. Anh là một đống này. Đồ không được lắp. Yên tâm. Ê, tốt nhất là chị đừng để đừng ăn thử đâu em ăn. Không đập vào mặt đi. Nhiều lúc không muốn ăn đập vào mặt. They're blocking our way. Chạy dồn ngọn nó ra. Ơ, xin bảo được. Đấy, đập đi. Còn. Bắt rồi. Đi đó. Use the dagger of Salon. Stash this. À, cái skill cái ulti kia được đúng 50 rồi hết. Rồi, đánh đi. Thằng nào chọn mát nó mồi ấy. Easy mà. Ừ. Được cái gậy ngon. Em được cái gậy 80 đam với lại. Ồ, nhân vật nữ à? Classic stand and deliver stuff. Then yesterday, some young would-be assassin from the clan comes and tries to poison me. As if. Assassin để trả được cái gì cả? Nhân vật nữ này. Hay là vì chọn assassin nên thế? Assassin không cho chơi đồ à? Có mà em chơi con assassin của em thôi đã đầm bầm luôn. Đi đã. Sao chưa? Chọn bát để nhà. Ôi, very hot. Cái gì đấy? Gì đây rồi? Cái cuối cùng ấy. Cái đầu tiên. Hai cái cuối cùng đều yêu gì. Những cái map này là cái map lúc nãy sao ấy, mình đang đi ấy. Thích mơm mơm map mình vừa chết ấy. Nờ đúng thật. Ấy nhìn cái gậy mới của em đẹp không? Need this? It's pathetic. Có giáp đấy, đánh nhiệt tình. Chà mi kìa, không có giáp giết gì mà ông nhảy bằng tanh chứ đúng rồi ạ, sợ thật. Ôi. Ấy, búp nhiều chưa? Để máu lên nó vù vù. Gậy mới nó được 10% búp mà. Blesses me with his power. My edge is sharp.
Để vào đi chị. Để ôm boss này này. Ấy. Kéo. Cái việc đấy để cái thằng đồ con này nó làm. Làm đi. Đồ con làm việc đấy. Mấy thằng đồ con lâu lâu nó cũng tay nó cũng xìu lại lại nó mệt đấy. Xìu tay xìu chứ phải xủ. Chạy lại cho em đi. Anh búp cho đấy vào đi. Vào đi em ơi. Đi điên luôn. Búp giáp thôi chú, nhảy vào đánh thì giáp nó nổ mà. Rồi rồi, đi thôi. Đây chứ, đúng không? Vào đấy đúng không? Thì vừa mở cửa đây mà. Đúng rồi, đây ngoài này cũng có này. Ngoài này có một cái cổng riêng. The snake is ready to bite. Không có cái này mà nó chụp quá nhỉ? Cái này chụp quá rồi. Ui dồi ôi, chết luôn kìa. Thì nghĩ là cái quả nổ hay sao? Cái máu rồi đấy nha. Cái này nó phải có cái ấy. Nó phải có cái À không, thằng bạn. Vẫn là U50. Con đi quay lại, cái này nó phải có chìa khóa. Ở đây có cái gì này? Nó phải có chìa khóa cơ. Mình quay về chỗ kia, mình đi lô kia. Này, đi dưới này này. Đi tiếp được. Đi dưới nó có một cái chấm than nữa này. Các bạn gọi chơi đèn tin hay không? Lại kêu đang bận, thế là nó lại. Thế là nó lại kêu là Mai. Mai mà nếu chơi nữa thì khó ghim. Đây có một cái cửa đây. It's just a scratch. I can take it. I'm a serpent myself. Vào đi em. Ai ôi ôi. Ai vừa có cái skill là cái bàn tay phía đây à? Đấy phải bàn tay, đấy là cái con kia nó cạp. Không, cái bàn tay màu xanh nước biển. Của em, cái giáp nó nổ ấy. Ai vào là ai vào boss để con bút nữa. Đấy. Ok. Boss cần kẹt. Đấy đi. Phương lùi đi, phương lùi đi. Chạy 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 khỏi cái vòng. Rồi đúng rồi, anh mua sát rồi đấy. Tại được cái cục câu đao hình như là phẩm chất vàng này, chắc là được nhiều thời gian hơn. Hết rồi, quay lại đây đi dưới. Đi cái trên này, cái dưới kia này. Trên này nhá. Được, an toàn. Cái trên bị khóa rồi. Lại như lúc nãy chu đầm lấy cái hố xong rồi quay lại. Hai đường. Hai đường, tùy đường nào. Well, well. Ui boss kìa. Đúng là biết chọn đường. Đấy, máu đấy. À, chiếc giáp rồi đấy. Ngủ ở đâu? Sao chứ? Tiny Blade! Great!
được lướt cho Tuấn máu xem còn không còn hết đấy rồi. Ủa, cái chấm than kia chắc là chấm than màu đỏ kia chắc là cuối rồi đấy, cuối rồi đấy. Vào đây lấy hòm rồi chứ có làm gì. Vào đi, vào đi lấy được cục mana. Kì vậy. À! Ôi được cái gậy ngon đấy. Em tôi. Ừ, đã đấy. Em được cái gậy ngon lắm. Tao máu nè. Có thay được ở trong quá trình không? Không. Ở cái thằng. Mà máu này lại mải cái anh u đã thôi à? Come here for here. Lại mải anh u đã thôi à? Có vào lấy đâu. Có đi ra. Ơ, đứng hết ba cục này. Không được. Hay là làm nào chứ đến đây thì nó phải đất nó phải có cái gì bắn không nhỉ? Hay là cái gì? Ở đây có lại có một chỗ đứng nữa kìa. Chỗ đứng ấy đứng rồi nó mới sáng kìa. Thôi đi, ra. Ơ, phải đứng ba chỗ. Đây đây đây. Đó, ra cái trong chỗ, này là một chỗ, chỗ này đứng làm gì? Lại quay lại đi cái lối ngược lại rồi, lại gặp boss tiếp. The snake is ready to bite. Quả gậy, gậy 10% búp lên mắc đồ búp thì đấy, Tuấn nó vào nó tanh. Tanh tưởi. Incoming. Đã được cái cục mà nào. Đâu là đi hướng bên này. Well, well. Vào đi. Thế này à? Vẫn boss khỏe lắm. À đây đi. Con boss thế nhỉ? Incoming. Em lên mắc hồi chiều, mắc búp. Thì như em hốt. Lại quay về đây rồi. Nó phải đi từng chỗ một à? Hiện cái chỗ chấm than đấy là nhiệm vụ. Ờ, còn ba cái chấm than. Chấm than này chưa đi được. Đây có cái chấm than ở dưới này. Đấy là không có làm sao thì chúng ta được đấy rồi. Đến đây cuối đường rồi. Đây, em phải nhìn cái bản đồ bên phải ấy. Ở trong khu vực này, cái khu vực này, khu vực nhiệm vụ em xem có cái đéo gì ở xung quanh đấy không. Đây không có. Đây này, ở chỗ ngay đầu cổng này có cái chúng ta. Đấy. Đâu? Đây. Đây 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 đây. Đấy không? I feel the power surge through me. Bên kia là quá. Ui boss này. Vào đi. Ra đây, ra đây, ok.
tôi đứng ở sau mà còn mất nhiều máu hơn thằng Tuấn ấy kìa. Sau như rất quan trọng. Trong này có cái hòm rồi, có vào. Trong đấy có cái hòm rồi, đến đây là cụt đường rồi, bên phải đây là cụt đường rồi. Ở bên trái đây là cụt đường rồi, bên phải đi tiếp được. Còn cái trong cái lỗ kia thì có cái hòm thôi. Đây này, chấm than của cửa này. Chơi một tí là làm quen cái cơ chế game này. Đây rồi, chấm than này, ngay đây. Trong đấy có cái hòm thôi. Mình chấm than đây, mình tiêu diệt quái khu vực này. Đâu vậy? Ôi, được cái gậy vàng ở đây. Ôi, sao rồi, em sao, xin lỗi. Lấy con boss này trước. Boss chết nhanh vậy à? Hết rồi. Cuối cùng mình như một người làm cùng chứ. Sấm than ở dưới này là cái cửa này à? Nó cứ kêu là loot đồ nhưng mà chả biết loot cái gì. Chắc đi tìm mấy kiểu cái vật phẩm nhiệm vụ ấy. Serish blesses me with his power. Ôi ôi. Tiny blade. Great fun. Chị Phương chạy dữ quái à? Need this. Mấy con này thì không có gì. Hết chấm than rồi đúng không? Hết rồi. Hình như là trong cái phòng này. Hình như là nhiệm vụ là clear. Nãy quên trả lời nhiệm vụ. Hết rồi. Đúng rồi, phải vào cái phòng này clear. Còn 2 chấm than nữa cơ. Phòng đấy là phải lên trên này, phòng chấm than kia phải lên trên này. Còn cái phòng kia nó bị cụt đường rồi. This snake is ready to bite. Đấy, đây này, phòng trong này này. Đấy, trong này, đây đúng không, phòng nhỏ này. I feel the power surge through me. Từ vào thì đánh nhau, từ từ bị đọt, bị đọt. Chắc là kiểm tra các phòng chẳng hạn. Đây. Stand ready. Úi chà. Vào đi em. Ấy, thế em bắn ghê chưa? Đấy, em lấy cho chị đấy. Em múp đúng lúc không? Ý là cái quảng. Từ, chạy đi. First, I should stab some more. Bot thì yếu vậy. Easy. Xong rồi đấy.
máu nha, máu nha, Tuấn lại đây nè. Ý, gậy búp, gậy búp. Nhìn giống thằng Quan Vũ, Quan Vũ cầm gậy. Đã hết. Rồi, nốt cái phòng cuối. Đây, chúng ta góc kia nữa. Cũng may là có hướng dẫn nhiệm vụ. Nó mà không hiện cái gì đi tìm thì cũng hết mỏi. Từ nãy giờ mẹ ao game từ lâu. Đã chết lắm thì chớ lại còn đi mông lung. Dám quá. Nhìn quét này, diệt sạch hết bọn này. Nào, ai vào, ai vào. Em thấy chị mất máu nhiều lắm rồi đấy. Bắn cái con bắn nhìn. Ui, có bánh em chưa? Ui giời, pháp sư có bánh không? Không ai bảo kê gì à, mình thân yếu mỏng manh lắm. Em búp cho em mình được ít rồi, em búp cho mọi người được nhiều. Ấy rồi đâu? Đấy, yên tâm, anh búp sát ra rồi. Đi. Ui trời, vào cái chết luôn. Chạy 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 chạy. Cứu. Thắng. Ui, boss kìa. Cái này sao được. Easy mà còn không qua được cái này thì ăn làm sao được đây. Ôi. Chạy đi. Chạy đi hết giáp của em rồi. Ôi, có mana kìa, chị ơi. Ôi, có mana đây rồi. Có mana để đâu, còn nó mất nữa. Đấy, em bút giáp cho nó đấy, chạy lên. Tuấn rồi. Đó đi. Ba em chết. Không hồi. Ôi quá ghê cũng đâm rồi. Easy, quá ghê thật. Game này là game mẹ bắt người chơi. Trải qua những khó khăn xong rồi quay về dễ và vẫn khó. Xong là mỗi còn một người